Welcome. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Quốc Anh Vlog. Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn ra phố ăn một món ăn vặt đường phố nha các bạn. Đó là món gì thì các bạn cùng theo dõi mình nhé. Xin mời các bạn. Let's go. Chào tất cả các bạn. Thì hiện tại mình đang ở quán của anh Hoàng, quán cơm chế kho quẹt này các bạn. Bây giờ mình sẽ quay review lại cho các bạn cách chế biến nha các bạn. Xin mời các bạn cùng theo dõi nha. Ở đây các bạn ơi, cơm chế kho quẹt các bạn. Anh bán ở đây lâu chưa? Bán ở đây 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy rồi. Như lúc trước anh bán ở trong công viên phải không? Ở công viên là mình khác. Cái này mình có dừa gì không anh? Có, nó không dừa. Các bạn sau này có ghé ăn này ghé ăn ủng hộ anh. Anh tên gì vậy? Hoàng. Tên anh Hoàng. Nghe các bạn, sau này các bạn có ăn cơm cháy thì ghé ủng hộ anh ở đây các bạn, cái chùa Hang Voi như Bùng Binh cầu Sắt Quay các bạn, đối diện với tiệm điện thoại Hồng Vinh này các bạn ơi. Xem anh chế biến cơm chế kho quẹt nha các bạn. Thường thường anh bán từ mấy giờ tới mấy giờ? 3 giờ anh bán tới 10 giờ tối. Cái này là mình làm cơm thường hay là mình làm bằng gạo gì? Gạo gì á? Thường làm gạo thường có thơ. Các bạn cho các bạn xem một vòng sa đéc cạnh mình nha các bạn. Có anh bán đen mình hay là có bán với ai không? Có hai ba người đó, hai ba người tiếp. Chứ bán mình bán một kẹp. Giờ này tới tối giờ cao điểm. Để hôm nào em rủ mấy đứa bạn ra anh ủng hộ anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Bán đây có khách ở Long An á, ta mua cái gỡ xe cái cơm cháy này mình có cái phần bao nhiêu tiền anh? Có hai loại cơm cháy có quẹt thường thì 25, cơm cháy chà bông 35. Có tới hai loại cơm cháy thì em làm thử phần 35 nha. Cái này rau luộc mình tính riêng hay là chung? Rau luộc tính riêng. Vậy lấy em phần rau luộc luôn anh. Bán tùy dùng, mỗi dùng nó tao thích ăn loại rau này lắm kia. Anh đập trứng rồi các bạn, đúng. Hấp dẫn, cái này là chà bông. Nó thơm, nó thơm. Sau này các bạn muốn ăn cơm cháy thì ra ủng hộ anh các bạn kế chùa Hai Con Voi các bạn ơi, ngay Bùng Binh mình nè các bạn. Phần cơm cháy kho quẹt phần 25, rau luộc nữa là 10k.
các bạn muốn ăn trà bông nữa thì 35.000 một phần. Mình có cay không anh? Để cay đi. Rồi, qua đây coi phần khô quẹt của các bạn. Thơm lắm các bạn ơi. Cái nước khô quẹt nó sệt sệt thì nhìn nó rất là hấp dẫn. Mấy dịp lễ là đắt lắm nè. Thơm quá các bạn. Quá cực thơm. Cực rau. Về chấm khô quẹt là hết bài các bạn ơi. Đây là các bạn ơi, cái phần cơm cháy của mình mới đem ra các bạn. Mình cho các bạn xem. Hấp dẫn không? Rồi bây giờ mình nhập tiền các bạn ơi. Rồi, xin mời các bạn nha. Chấm vô đây. Ngon quá. Cho các bạn xem đường với quán nè anh nha. Trong mối mốt các bạn dễ nhận diện không? Đó. Nãy giờ khách tới mua rất là nhiều các bạn. Các bạn. Cái tiệm điện thoại Hồng Vinh đối diện luôn á. À đây Bùng Binh nè. Đó. Rồi sau lưng mà phía sau lưng đây là chùa Hai Con Voi nha các bạn. Hôm nay thì mình đi có một mình nên tự mình quay nó thôi, giật lắc có gì các bạn thông cảm nha.
ngon các bạn. Béo của cơm cháy có nước cốt dừa, có vị béo béo. Ngọt của rau với kho quẹt rồi có vị ngọt mặn mặn. Cay cay của tiêu với ớt. Nó sảy. Xin mời các bạn nha. Vừa ăn vừa quay ở ngoài đường ta dòm các bạn á. Không, ta dòm cả người ta, miễn sao mình có món ăn ngon mình gửi đến các bạn được ha. Thằng tóp mỡ rồi bạn, tóp mỡ là ngon nhất. Trời ơi, lòi quẹo nhiễu ướt tụt lắm. Đây bây giờ mình ăn miếng tóp mỡ rồi. Giờ còn mình vét còn miếng cuối cùng nữa bạn ơi. Đó. Giờ vét mình vét sạch dẻ luôn các bạn. Còn miếng cuối cùng mình cũng mất luôn. Thôi đến bây giờ mình cũng xin tạm dừng clip đây nha các bạn. Sau này các bạn có đi ăn cơm cháy hay ăn gì đó, món ăn vặt đường phố thì nhớ ghé ủng hộ anh Hoàng nha. Gần chùa Hai Con Voi, kế Bùng Binh mình rất là dễ dàng là tìm các bạn. Thì thôi đến đây thì mình cũng xin tạm dừng clip tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ cho mình một like, đăng ký kênh và một comment bên dưới nha. Và chia sẻ mạnh thật mạnh để mình có thêm động lực tạo những clip hay hơn nha các bạn. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.